Chào anh em nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em cái bơm trợ lực của con Mitsubishi. Con này là xem cái bơm này nó là bơm gì nhá. Bơm này nó chạy bởi vì thằng Mitsubishi này nó sẽ có hai đời. Đấy, một đời là chạy đời cũ ấy, tức là từ đời 1999 2000 2001 đến 2003 thì là nó chạy chế hòa khí, hay mình gọi là con gọi là bình xăng con đấy, và nó có đời từ 2003 trở lên, tức là 2004, 2005, đời chót của nó là tầm 2006 là hết, tức là nếu mà lên đời đấy nó dạng như là đời gọi là mắt xích ấy, tức là đèn mắt xích nhưng mà lốp treo, còn nó có đời từ 98 đến đời 2003 thì là đời đấy gọi là đèn ống lốp treo, đời về sau là mắt xích. Thì cái pha của nó là nó hơi chích chích lên, gọi là mắt phách chích ấy. Thì đời này nhìn nó đẹp hơn mà cái form của nó nhìn nó múp míp hơn. Nhưng mà con này này, đấy là đời của nó là dòng đời này nhá. Thì đây là mình giới thiệu là cái bơm trợ lực. Bơm trợ lực lái vì cái đời, những cái đời cũ này là người ta vẫn sử dụng là hệ thống lái bằng thủy lực. Đấy. Thì mình nói qua về cái lý do tại sao cái bơm trợ lực này hay phải thay thế, vì trong có mình thì mình sử dụng nó lâu ấy thì nó có sẽ hiện tượng là cái bơm trợ lực này, một là nó bị kêu, tức là khi mình ghi hết lái là bắt đầu nó có tiếng kêu, nó gừ rất là to, ghi hết lái nhá, kể cả xa đánh sang trái hoặc sang phải nó đều gừ rất to, bởi vì là trong cái ruột cái bơm này là nó có một cái mình gọi là hệ thống cánh văng. Đấy. Thì nó làm việc trong quá trình lâu rồi là nó bị mòn ở trong cái, tức là trong cái cánh văng là nó có một cái cấu tạo là như mình gọi là cánh quét, nó quét qua cái hình oval đấy, thì khi nó mòn cái đấy rồi thì nó tạo ra là nó bị luồn dầu nó tạo tiếng kêu, thì nó cứ gừ ấy. Một là kêu quá chịu, hai là cái hiện tượng tức là lái nó bị lặng, bởi vì nếu như cái bơm trợ lực cái nó kém ấy, là lái rất lặng, nhưng mà khi mình ga to lên thì cái vòng quay này nó nhanh lên thì lái nó nhẹ, thì lúc đấy là cái bơm này là sẽ có vấn đề rồi, thì lúc đấy mình cần phải thay thế. Thì đây là mình đang nói về cái nguyên nhân tại sao cái bơm này nó hay hỏng nó như thế. Đây mình ra cái bơm này nó là hạng Mitsu nhưng mà dạng hàng cao cấp thôi đấy, chứ nó cũng không phải là hàng chính hãng đâu nhá. Nhưng mà hàng này nhìn tất cả là các cái ốc này rồi cái cu của nó là sản xuất đấy, nhìn rất đẹp và chắc chắn. Riêng cái dòng bơm này nó khác mấy cái bơm chạy chế hòa khí hay là gọi là bình xăng con, là nó đời này nó chạy bản 40k, còn cái đời kia là nó chạy bản A, nó khác nhau cho nó không thể lắp lẫn được. Đây tổng thể cái bơm của nó đây. Đó. Hôm nay mình giới thiệu qua cái bơm này cho tất cả anh em. Nếu mà ai mà có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 076 908633, hoặc hỗ trợ tư vấn và lắp đặt tại xưởng Gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Qua số điện thoại là 0856727222. Đó. Thì đây mình vừa giới thiệu xong nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.